Romeo Beckham tiệc tùng cùng dàn người mẫu. Cậu hai Romeo nhà Beckham tham dự bữa tiệc có nhiều chân dài nổi tiếng như Stella McPhail, Barbara Pangvin hay Gigi Hadid tối ngày 25 tháng 9 tại Paris. Tờ Daily Mail cho biết Romeo tham gia bữa tiệc tại Paris tối ngày 25 tháng 9. Chàng trai 22 tuổi mặc áo phông in hình rapper Tupac. Romeo Beckham cũng là người mẫu hoạt động nhiều năm nay. Cậu hai nhà Beck bén duyên với thời trang năm 8 tuổi khi cộng tác với hãng thời trang Burberry. Người mẫu 22 tuổi hiện cộng tác với Puma, Yves Saint Laurent. Romeo cũng theo nghiệp cầu thủ giống bố, nhưng gần đây truyền thông Anh cho biết anh đã quyết định không gia hạn hợp đồng với đội dự bị của Brentford để tập trung cho thời trang. Tờ Daily Mail cho biết khách mời bữa tiệc gồm nhiều chân dài nổi tiếng làng mốt như Stella McPhail và Barbara Pangvin. Người mẫu Gigi Hadid cũng tham dự tiệc. Chân dài Rosie Huntington-Whiteley là một trong những vị khách VIP của cuộc vui hôm thứ tư. Ngoài các người mẫu, một số gương mặt khác thuộc làng giải trí thế giới như diễn viên Rami Malek, ca sĩ Anita, diễn viên, nhạc sĩ Jay Leto, ngoài cùng bên phải, cũng tham gia. Đông đảo người nổi tiếng đang đổ về Paris tham dự các sự kiện thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week diễn ra từ đầu tuần. Romeo được trông thấy đi xe đạp rời khách sạn tại Paris sáng ngày 26 tháng 9. Chàng trai nhà Beck tới Paris từ hôm đầu tuần cùng mẹ nhưng bận rộn với các lịch trình riêng. Sau khi chia tay bạn gái lâu năm Miriam, Romeo vẫn độc thân nhưng vướng nhiều tin đồn tình ái. Trong ảnh chàng trai 22 tuổi đi tiệc cùng nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ Grace Sorrenti hôm 24 tháng 9. Romeo chụp ảnh cùng nhóm bạn, trong đó có hai cô gái anh từng đi chơi tối cùng là Amelia Graham-Lynn và Sophie Julia. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.